Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay khung hình hơi tối một chút thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác về cái bộ này, thì giới thiệu để cho các bác nắm được cái chế xe như nào và mua bộ combo như nào anh em nhé. Đấy thì cái bộ này thì giờ bên em giờ đang đang tự chế, nếu anh em nào có xe rồi đến bên em tự chế cho, hoặc là em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em chế một con xe hoàn thiện để anh em chở hàng rồi chở tất cả các loại. Đấy thì anh em yêu quý kênh, anh em nhớ được đăng ký kênh nút góc màn hình nhé, sau em hướng dẫn chi tiết còn nhiều bộ phụ tùng nó hay hơn nữa nhé. Đấy thì em vẫn là Quyết Bắc Giang. Đây, số điện thoại mua hàng anh em mua là 0364011683 và 0983 198883. Đây em giới thiệu một chút nhé. Đây combo thì bên em giờ bán là 5,5 triệu, thì nó có những cái gì mà em ấy như nào. Đây thùng nhá, đây là thùng anh em bật lên bật xuống được nha. Đấy còn đầu tiên là một bộ 5,5 triệu nó có gì em báo luôn này, hộp số đảo chiều này, đấy hai khớp lối cụm cầu cụm lốp đấy nhíp đấy là đầy đủ cả quang nhíp này, khớp treo cái nha anh em nhá, là 5,5 triệu đấy. Nhíp là dài 80, cầu bên em chỉ có con dầu cầu 85 đổ lên thôi anh em nhá, 85 90 một mét thôi, không còn cái cầu khác đâu. Đây còn hình thức chế thì anh em nhìn này, đấy khi nhấc lên rồi nhá. Đấy, nhắc lên thì anh em nhìn nó rất chi là đơn giản, nó không có gì khó cả. Đấy, hộp số được kia rồi. Thế sau anh em thích số mạnh anh em lắp vào đầu cầu kia, số mạnh đây, số mạnh đây anh em nhé. Anh em lắp vào đầu cầu một cái, vừa em chưa kịp lắp đấy. Còn nhíp khi anh em mới đầu vào anh em lắp cái nhíp trước, xong anh em lắp cái tai lên, anh em cắt khung, cắt đuôi xe ra là ok. Đây, cắt đuôi xe, đấy, anh em nhìn đuôi xe chưa? Rất chi là dễ thôi, là đuôi xe anh em cắt ra, anh em hàn V được, úp cái hộp số này, hộp số này lắp cho Uy Jim Cúc Win được tất cả các dòng xe được hết anh em nhé. Đây rút ra. Thế còn anh em theo tiếp cái video thì anh em nhìn rõ bộ phụ tùng nó sẽ mới hơn đấy. Còn ở bên em cũng bán hộp số 5 tạ nữa, hộp số 5 tạ này thì là cho những anh em nào dùng tự chế khác đấy. Hộp số 5 tạ bây giờ bên em, anh em cứ liên hệ giá nha của em nhé, thì cái này em không báo giá được, nhiều người mua nhiều người bán nên em không báo giá được. Đấy anh em lưu ý nha, 5,5 triệu là bộ phụ tùng của em là mới hết nhá. Đấy còn nhíp dài, cầu dài đấy, bánh mới, còn nếu mà anh em lấy bánh cũ thì chỉ có 5 triệu thôi đấy, rất chia dễ. Còn nếu anh em nào mua khung nhá, mua khung thì em sẽ bán tất cả cho anh em một bộ khung này là hàn hoàn thiện xong. Nếu mà anh em mua được khung này nhá thì em bán 1,000,000 cả tổng thể trên cả dưới, hoặc là nếu anh em mua khung kia thì em lấy thêm tiền sắt với ít tiền công nữa thôi. Đấy bộ khung này thì về anh em bảo là không biết chế thì đây em giới thiệu này, thì anh em về mua được phụ tùng của em là anh em chế được đấy. Anh em quay này nhá. Quay rất chi dễ đấy, bộ chi tiết để cho anh em xem anh em ngắm nhá. Đấy đây nhíp lủng lẳng thôi, đủ hết, anh em tự chế được. Đấy, rất chi là dễ thôi. Đấy tổng thể cái xe anh em cắt như này, em quay bên này nó sáng hơn một chút, bên kia nó hơi ngược sáng, anh em nhìn chi tiết chưa. Đấy sau chế độ phanh, phanh nữa thì anh em xem clip sau nữa thì có cả phanh luôn đấy. Đây, em quay chi tiết đấy. Thế còn cầu bên em thì còn rất chi là nhiều luôn đấy, em cho tất cả anh em xem. Đây cầu bên em nó cũng sơ sơ, cũng phải tầm độ đôi 30 cái nữa đấy. Còn máy móc, tất cả máy móc cầu số đấy, lốp mới hết, hộp số đảo chiều, số phụ đây em vừa em nhập hàng về 50 con nữa cơ. Đấy cho tất cả anh em. Còn nếu anh em là lấy cái nhíp mà anh em tải lặng nhá, 1 tấn thì 6 lá thì anh em cứ liên hệ em là có luôn. Đấy. Đấy chi tiết đây là quay chi tiết sơ qua. Đấy. Và anh em mà xem tiếp cái video sau một chút nữa thì em sẽ bày bán đầy đủ phụ tùng luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Anh em xem tiếp video nhá.